Tôi có ba chị mẹ này, chị mẹ rất là dễ thương. Tôi có ba chị mẹ này, chị mẹ rất là đáng yêu. Có một cái bài hát Tuấn viết tặng cho Nhi đúng không, nhân vật trong phim Gia Phúc tặng cho Ngọc Huyền. Vậy bây giờ mình có thể thể hiện lại cái khúc đó ở đây dành đó, tặng cho đó, quý vị khán giả đó, biết khúc này giám trí không ạ? Nên để cho một ca sĩ thực thụ, ca sĩ đang lên đúng rồi. Tại vì trong cái bài hát chị mẹ đó có một cái đoạn em rất là thích của bé Nhi, rủ em hát nữa, hay rủ lắm. Thì mê mà, khen em hát hay mà. Tôi có ba chị mẹ này, chị mẹ rất là dễ thương. Tôi có ba chị mẹ này, chị mẹ rất là đáng yêu. À ơi, con ngủ cho ngoan, để u đi cày đi cày, tiếng ru hời vẫn muôn đời. À ru hời ơi ru. À, thế là hả? Dạ, thế là mình nghĩ nhẹ vậy thôi ạ.